cầu của xã hội. Cho nên ta có thể xác quyết là cái truyền thống tổ chức lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng 7 đó, nó có mặt đồng thời hoặc sau đó ít năm so với cái lễ hội văn hóa lễ Trung Nguyên của người Trung Hoa. Nó có thể là rất nhiều thế kỷ rồi. Việc ra đề của bản kinh này, nếu phân tích về dữ liệu dân học đó, thì ta cũng thấy rõ là nó có tại Trung Hoa chứ không có ở bất cứ một nước nào ngoài những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ ngôn ngữ chị Hán. Như vậy là lễ hội đó là một lễ hội tiếp biến từ lễ hội Trung Nguyên, nhưng mà ý nghĩa của nó thì vượt lên xa ở chỗ đó là nhắc nhở tất cả những người con Phật đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tại Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, nó có những giai đoạn mà việc mà thể hiện chữ hiếu trong mùa Vu Lan đó, nó suốt luôn cả tháng 7. 15 ngày đầu thì tụng kinh Vu Lan, 15 ngày sau tức là từ ngày rằm tháng 7 trở đi đó thì tụng kinh Địa Tạng. Nói cái khác là nửa tháng đầu là cơ hội để đền đáp nghĩa cha mẹ sinh thành, nửa tháng sau đó là làm lễ cầu siêu cho cô quyền thác tổ. Nghĩa là đạo lý hiếu thảo được Phật giáo quan niệm không chỉ dừng lại ở mấu chốt hiện tại, vì truy quy về quá khứ đó, rất nhiều người đã từng là ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Có người biết đạo, có người thì không biết được Phật giáo. Cho nên thông qua mùa Vu Lan đó, ta tổ chức lễ cầu siêu để giúp cho họ không đánh đồng thân thi thể là tôi bị kẹt trong thi thể, nhờ đó sớm được siêu sinh, không bị còn lẩn quẩn ở trong cảnh giới của ngạ quỷ. Do đó việc sử dụng lễ hội Vu Lan để tổ chức chúc thọ mẹ và cha rất là có ý nghĩa. Hiện nay trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đó, thì đến mùa tháng 7 mỗi chùa đều tổ chức lễ chúc thọ cho các bậc làm cha tuổi từ 60 trở lên và cầu siêu cho cha mẹ đã quá giảng, dầu bất cứ ở lứa tuổi nào. Nếu ta phát huy cái truyền thống văn hóa đẹp này trở thành như là một cái ngày nhớ ơn cả cha lẫn mẹ, thì dầu cho cha mẹ ở tuổi thanh niên, trung niên, lão niên, thì việc tổ chức cái ngày nhớ ơn cha mẹ vẫn là rất cần thiết, chứ không nên giới hạn vào trong lứa tuổi. Do đó ngày Vu Lan rằm tháng 7 được gọi là ngày cha mẹ ở trong Phật giáo nói chung. Nền văn hóa phương Tây, đặc biệt là ở Hoa Kỳ đó, thì ngày của cha thường được tổ chức vào cái tuần lễ thứ ba của tháng 6, vào ngày Chủ nhật của tuần lễ thứ ba vào tháng 6. Cho nên là cái mức độ chênh lệch, nếu ta lấy sự so sánh với cái lịch Việt Nam á, thì mỗi năm như vậy nó có những cái xê dịch rất là khá đáng kể. Và những châu lục còn lại đó thì tổ chức ngày lễ cha đó chênh lệch nhau đôi lúc là 2 tháng, mặc dù nó có cùng một cái điểm xuất phát chung. Trong khi đó cái ngày mẹ trong nền văn hóa phương Tây đó thì nó rơi vào tuần lễ Chủ nhật, tuần lễ thứ hai của tháng 5. Và việc tổ chức nó đó, nó cũng lệ thuộc rất nhiều vào cái nền văn hóa dân tộc ở cả quốc gia này. Mặc dù là có hai cái ngày cha và mẹ khác nhau, nhưng mà việc tổ chức nó thì có một cái độ chênh lệch khá lớn. Thế vậy là dựa vào cái truyền thống này đó, thì không nhất thiết những người con Phật phải tổ chức cái ngày tưởng nhớ công ơn sanh thành của cha và mẹ vào ngày rằm tháng 7, mà ta nên gia giảm vào các tuần lễ khác nhau của tháng 7, để cho việc tổ chức có thể tạo ra sự thuận lợi lớn, kéo theo sự tham dự của phần lớn những người con Phật nói chung trong một ngôi chùa nhất định nào đó. Rất tiếc là hiện nay tại Việt Nam đó, thì cái ý thức về việc tổ chức chúc thọ cha mẹ ở tại chùa hay là tại nhà chưa là một hiện tượng phổ quát, mặc dầu đạo lý và văn học hiếu thảo của chúng ta rất phong phú,
Nhưng mà tổ chức thì ta làm chưa có trang trọng, cho nên làm cha mẹ nhận được cái sự hồi đáp về lòng hiếu kính từ con cái đó vẫn còn có một mức độ rất là giới hạn. Và việc tổ chức này nên được thực hiện bởi tất cả thành phần trong xã hội, mà phần lớn là thanh niên, bởi vì họ là những người con cần phải làm chủ lệ chính cho việc tổ chức tại chùa hoặc là tại tư gia của mình. Nếu làm được như thế đó thì lễ hội văn hóa Du Lan đó sẽ có một ý nghĩa khá ấn tượng, để ít ra đó trong một năm ta có đến cả tháng để tưởng nhớ. Và nhờ một tháng tưởng nhớ như vậy đó thì 11 tháng còn lại đó ta cũng cố gắng làm sao sống cho tròn đạo lý hiếu thảo, vì nếu không có cha mẹ thì ta chẳng thể có mặt ở trên cuộc đời. Xin điều câu hỏi khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, cho con hỏi Phật giáo Nam Tông quan niệm như thế nào về việc con người sau khi chết và cách báo hiếu của người Phật giáo Nam Tông đối với của quyền thất tổ như thế nào? Mô Di Đà Phật. Trong văn học Bali, yếu tố tái sinh được xác quyết giống như cái hình ảnh một người đang cầm một nắm thóc đậu trong tay, thảy lên thì ngay cái khoảng khắc các hạt đậu này rời khỏi lòng bàn tay, đồng lúc đó là nó phải có chỗ để rơi. Tương tự khi các chúng sinh, trong đó có con người, tắt hơi thở, kết thúc cái chết lâm sàng để dẫn đến cái chết thật sự đó, thì tâm thức bắt đầu thoát ra khỏi và ngay lập tức liền đi tái sinh. Người ta đặt ra một vấn đề là kinh Trung Bộ đề cập đến ba yếu tố để xác định một mầm sống, gồm có tinh cha, trứng mẹ và sự giao hợp giữa vợ và chồng trong ngày mà người vợ có thể thụ thai. Thì như vậy nếu chết bất cấp, bất đắc kỳ tử hay là hoạn tử, trong cái giai đoạn mà cha mẹ trong tương lai có nghiệp cảm tương thích để hương linh có thể sanh về, không có quan hệ giới tính hoặc là quan hệ trong thời điểm mà người vợ không thụ thai, thì hương linh sẽ đi đâu? Thì câu trả lời của văn học và Bali là vũ trụ bao la này có rất nhiều gia đình có nghiệp cảm tương thích với cái mức độ họ hàng nghiệp giống nhau, cho nên không sanh ra được trong gia đình A thì có mặt ở trong gia đình B, và tương tự C, D, E, F, H, v.v. Như vậy là sau khi chết là có một chỗ tái sinh. Cái năng lực dẫn chúng sinh đi tái sinh đó là nghiệp. Là nghiệp là quyết định, không thể để cho các hương linh bị trì hoãn, kéo dài ở trong cảnh giới. Nhưng văn học của Phật giáo Bali vẫn thừa nhận rằng ngạ quỷ là cái cảnh giới trung gian. Sau khi con người vừa tắt hơi thở, cho đến lúc tìm kiếm một cái cảnh giới tái sinh thích hợp theo nghiệp. Và do đó vẫn thừa nhận giống như Phật giáo Đại Thừa rằng có nhiều người, có nhiều chúng sinh do vì ái luyến tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, nỗi oan và sự uất hận vẫn không ra đi, cho nên tồn tại dinh thức là ngạ quỷ. Dầu là tái sinh làm ngạ quỷ thì nó vẫn được là tái sinh. Cho nên một trong năm điều hiếu thảo được Đức Phật trình bày trong kinh Thiện Sinh, tức là nghệ thuật sống an lạc, nghệ thuật sống đạo đức, đó là thừa tự gia tài cha mẹ để lại. Và điều nữa đó là làm lễ tống táng cha mẹ